Ngày 29 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thanh Ngọc, 31 tuổi hay còn gọi là Ngọc Rambo, về tội bắt giữ người trái pháp luật. Công an cũng khởi tố hai bị can khác về cùng tội danh gồm Phùng Văn Hùng, 22 tuổi, trú tại Bắc Giang và Hoàng Trung Dũng, 30 tuổi, trú tại Hòa Bình. Trước đó, giữa tháng 8 năm 2020, Ngọc cùng Hùng đe dọa ép buộc và giữ người trái phép đối với một thiếu niên 16 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã quay video và đăng tải lên kênh YouTube. Hôm 22 tháng 12, công an vào cuộc điều tra vụ án tạm giữ Ngọc và Hùng. Đến nay, công an xác định Dũng là người thứ ba tham gia hành vi phạm tội. Ngọc Rambo sở hữu kênh YouTube có 456.000 người theo dõi, được biết với nhiều hình xăm trổ trên cơ thể, thường đeo dây chuyền vàng. Trong các video của mình, Ngọc Rambo thường đăng tải liên quan tới cách sống của giới giang hồ, các sự vụ xung đột và được giải quyết theo cách bạo lực. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.